Mau thả ta ra, mau thả ta ra, lũ đấng tài tàn kia. Các người muốn chém muốn giết ra tay đi, đừng có giam cầm ta như thế này. Ma vương tài tàn speak command, bọn ta giam cầm ngươi ở đây, ngươi không hiểu sao? Thêm một người bạn thì sẽ bớt đi một kẻ thù, bọn ta đừng giúp ngươi đó. Lũ khốn, ta không cần, các người không thay đổi được ta đâu. Ngươi thật cứng đầu. Được rồi, đấng tài tàn bọn ta sẽ cho ngươi trải qua cảm giác đau đớn vô thường ở thế giới này để ngươi biết trân trọng sự sống. À, mẹ kiếp, các ngươi làm gì ta? Đau quá, đau quá. Cố lên đi chị ơi. Chị phải loại bỏ cái thứ tạp chủng này ra khỏi cơ thể của mình. Cố lên. Được rồi. À, ra rồi, hay lắm. Chết tiệt, sao thứ nghiệp chủng này vẫn còn sống chứ? Rõ ràng đã uống thuốc phá thai rồi mà. Sao cái người lại muốn giết tôi? Bởi vì trong người của mày đang chứa đựng một dòng máu không thuần chủng. Mày là đồ lái tạp, phải diệt trừ mày khỏi thế giới Speakerman này. Cái gì chứ? Nhưng tôi vẫn là một Speakerman, con cháu của mấy người mà. Đừng nói nhiều với nó nữa, mau giết nó đi. Không. Chết tiệt, nó nhảy xuống dưới lầu rồi kìa. Này, những Speakerman phía dưới, nó là thứ lại tạp đó, mau bắt nó lại. Không. Cuối cùng mình cũng đã giúp được cho những người nghèo khổ đó. Nào, trời cũng đã sắp tối rồi, nhanh chóng về nhà thôi. Hả? Gì thế này? Trời đất ơi, một Speakerman lang thang đang ăn thịt sống à? Này, dơ lắm, nguy hiểm lắm. Sao ngươi lại làm như vậy? Phải nấu chín lên mới có thể ăn được. Đã quá, ngon quá. Chết tiệt, ngươi muốn gì? Ngươi muốn giết ta phải không? Này, bình tĩnh đi. Tôi thấy anh bạn vô gia cư ăn những thứ thịt sống dơ bẩn kia có thể bị bệnh nặng đó. Cái gì? Người lo lắng cho ta? Ta không cần. Người mau cút xéo đi. Trời đất ơi, sao anh bạn kích động thế này? Hãy bình tĩnh đi, có lẽ anh bạn đói lắm đúng không? Mau theo tôi về nhà của tôi có nhiều thức ăn ngon cho anh bạn lắm. Ta không cần ai quan tâm cả. Này, đừng đi. Thật khó hiểu. Thôi, nhanh chóng về nhà nào. Thôi không hay rồi, trời tối thật là nhanh quá đi. Phải nhanh chóng vượt qua khu rừng nguy hiểm này. Này, cô em, đi đâu mà vội mà vàng vậy? Dừng lại cho bọn anh hỏi thăm tí đi. Chết tên gì thế này? Là lũ Speaker Monster. Khâu kiếp, các ngươi đừng lại gần ta. Đừng sợ cô bé, bọn anh chỉ muốn vui vẻ với em một tí thôi. Các ngươi dám à? Ta là con gái của chúa tể tài tàn Speakerman ở thế giới này đó. Nếu các ngươi đụng vào ta, cha của ta sẽ... Cái gì chứ? Ngươi là con gái của tên khốn đó à? Chính tên khốn đó đã làm cho bọn ta phải ra đường đi ăn cướp thế này đây. Anh em, mau tiến lên, trả thù lên người con gái hắn ta đi. Bọn ta sẽ biến ngươi thành đứa con gái dơ bẩn nhất trên đời này, để cha của ngươi hối hận về việc mà hắn đã từng làm. Lũ khốn kiếp, dừng lại, các ngươi không được đụng tới cô ấy. Mẹ kiếp, kẻ nào vậy? Phía này, mau giết chết nó luôn đi. Lũ quái vật Speaker này, các ngươi đúng là những kẻ chết tiệt. Dám làm hại người tốt hay sao? Ta sẽ cho các ngươi xuống địa ngục hết. Chết tiệt. Này, cô không sao chứ? Đau quá, bọn chúng đâm xuyên bụng của tôi rồi. Tôi không còn sống bao lâu nữa. Làm ơn, anh có thể giúp tôi thêm một lần nữa được không? Gì chứ? Chết tiệt, cô là một người tốt, cô sẽ không chết đâu. Anh thật mạnh. Làm ơn, hãy giúp tôi bảo vệ và chăm sóc cho những Speakerman nghèo đói ở khu ổ chuột được không? Nếu tôi chết sẽ không ai giúp đỡ họ. Cái gì?
cô đã như thế này rồi mà còn lo lắng cho kẻ khác. Cô thật là hay. Cô không giống như tôi. Tôi luôn căm thù tất cả mọi người đều ghét tôi. Rồi sau này anh sẽ gặp nhiều người tốt yêu quý anh. Đúng rồi, tôi không có gì đền đáp anh. Anh hãy ăn lấy cơ thể của tôi. Trong người tôi có chứa tỷ của tai tật, sẽ giúp anh mạnh hơn. Rồi hãy giữ lời hứa bảo vệ những người nghèo khó ở khu ở chuột giúp tôi nha. Này khổ kiếm. Được rồi, tôi chưa bao giờ thực hiện lời hứa với ai. Tôi sẽ thực hiện lời hứa với cô. Vì thế này tỷ của cô ta thật sự giúp mình to lớn hơn. Nhưng khoan, sao cái đầu của mình là đầu người chứ? Không lẽ mình là sản phẩm lai giữa speaker woman và con người hay sao? Hàng chi bọn chúng muốn giết chết mình. Được rồi, nhanh chóng tới khu ở chuột giữ lời hứa với cô ấy thôi. Này lũ nghèo đói, các ngươi đâu rồi? Ta thay mặt cho một người bạn tới đây giúp đỡ các ngươi đi. Đừng giết chúng tôi, đừng giết chúng tôi. Hả? Chết tiệt, đằng kia. Khốn kiếp, các ngươi có phải là lũ speakerman nghèo đói ở đây hay không? Các ngươi đang gặp chuyện quái quỷ gì thế? Ngươi là ai? Ngươi có phải là thuộc hạ của chúa tể tai tành speakerman tới đây giết bọn ta lần nữa không? Bọn ta chết gần hết rồi, làm ơn tha mạng cho bọn ta. Cái gì? Là chúa tể tai tành speakerman à? Sao hắn phải làm vậy với các ngươi chứ? Bởi vì bọn ta lúc nào cũng nghèo đói, hôi thối, chỉ biết ăn xin. Còn chúa tể tai tành speakerman đã đưa ra chính sách xóa đói diệt nghèo, đã bắt đầu diệt chúng tôi. Cái gì? Chúa tể tai tành speakerman hay sao? Khốn kiếp thật. Không lẽ cũng chính hắn đã tạo ra cái thế giới tàn độc này để đối xử nhẫn tâm với ta như vậy? Được lắm, vậy thì ta đi tìm hắn hỏi cho ra lẽ. Chúa tể muôn năm, chúa tể vĩ đại, đất nước speakerman chúng ta giàu mạnh, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tốt lắm. Vậy là hầu như tất cả chiến dịch của chúng ta đều đã sắp hoàn thành. Vài năm nữa thôi, thế giới đất nước speakerman chúng ta sẽ trở nên hùng mạnh và sẵn sàng lực lượng để bắt đầu đi xâm chiếm hành tinh khác. Khốn kiếp, tên chúa tể bẩn thỉu kia, ngươi đừng hòng cùng với cái lũ dân khốn kiếp ở đây làm điều sập bẫy. Chết tiệt, kẻ nào to gan dám ăn nói với ta như thế hả? Vì thế này, một tên speakerman tay tình lai với con người à? Ngươi là ai? Đúng, ta chính là một speakerman lai. Nhưng vì những luật lệ mà ngươi đã đặt ra thế giới này, chính người thân của ta sinh ta ra lại muốn giết chết ta. Cũng may ta trốn thoát được. Nhiều năm ta lang thang thì ta vô tình gặp được một speaker woman tốt bụng. Cô ta luôn giúp đỡ những người nghèo khó. Trước khi cô ta nhắm mắt, cô ta đã tặng cơ thể của cô ta cho ta. Ta đã hấp thu và rồi biến đổi như thế này. Cái gì? Mày nói mày đã ăn thịt một speaker woman và biến thành thế này à? Khốn kiếp, không lẽ mày đã ăn thịt con gái của tao? Cô ấy là một người vô cùng tốt bụng. Còn thứ độc ác như ngươi là kẻ bẩn thỉu xấu xa ở cái thế giới này, làm sao có thể là con của ngươi được? Mẹ kiếp ngươi, chỉ có nó là con của ta, mang dòng máu chúa tể tai tình của ta trong ngươi, mới giúp ngươi hấp thụ và trở nên khổng lồ. Với lại, nó đúng là một đứa con gái lệch lạc, luôn giúp đỡ những kẻ nghèo đói, chống đối lại ta. Gì chứ? Chết tiệt. Vậy thì, ngươi không xứng đáng với cô ấy. Ngươi là một kẻ bẩn thỉu. Cô ấy có một người cha như ngươi, thật là sai lầm. Ngươi cấm mồm cho ta. Ta làm tất cả là muốn có một thế giới speakerman thuần chủng đẹp như thế này. Tất cả mọi thứ một tay ta cây dựng nên. Ta không muốn có bất cứ thứ gì hư hỏng, thối rửa trong thế giới của mình. Chết tiệt, vì sự ích kỷ của các ngươi, ngươi coi bọn ta là thối rửa muốn diệt bọn ta. Được, vậy thì ta sẽ nhai đầu luôn ngươi, rồi phá hủy tất cả cái thế giới này mà ngươi gây dựng nên, để tất cả trở thành tro bụi. Mẹ kiếp ngươi, ta đã tốn biết bao nhiêu công sức, hy sinh biết bao nhiêu người thân trong gia đình
để tạo dựng thế giới đẹp này, ngươi có biết không? Ta không quan tâm. Hay lắm, hay lắm. Người xây dựng thế giới đẹp đẽ đây à? Được, bây giờ ta sẽ cho nó thành cho bụi. Các người muốn ta chết, các người muốn giết ta, thì ta sẽ trở thành ác quỷ ma vương giết lại các người. Này ma vương Speakerman, người hãy nhìn xung quanh đi, người có cảm thấy nơi này quen thuộc không? Hả? Kẻ nào vậy? Kẻ nào có thể sống sót được vậy? Chết tiệt, sao nơi này quen quá vậy? Đúng rồi, là cái địa ngục mà lũ đấng tay tành giam cầm mình mà. Không sai, người vừa trải qua một vòng luân hồi, người đã thay đổi quan điểm suy nghĩ của mình chưa? Chết tiệt, là đấng tay tành cameraman. Người vừa làm gì ta? Luân hồi gì chứ? Không phải tất cả nãy giờ toàn là ảo giác thôi hay sao? Không phải là ảo giác, mà đó chính là sự thật. Bản chất của ngươi là độc ác, nhưng cuối cùng ngươi cũng dùng độc ác của mình để lật đổ những thứ xấu xa thật sự. Cái gì chứ? Ngươi cấm mồm lại cho ta. Ta không thánh thiện, ta độc ác, ta tàn nhẫn, ta không thay đổi gì cả. Hồn kiếp, ta sẽ giết chết ngươi. Ác quỷ ma vương tại thành Speakerman à, tâm trí của ngươi đã dần dần thay đổi. Sự thánh thiện trong tâm thức của ngươi dần dần được thức tỉnh rồi. Hãy ở đây mà suy ngẫm đi. Không, đừng đi, ta không thay đổi đâu. Không.